Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với video của Kido Home. Hôm nay em Hiền xin phép được hỗ trợ chia sẻ anh chị em về dòng chậu lavabo đến từ thương hiệu Toto ạ. Chậu này thì sẽ có mã là LT5716. Chậu có kích thước là 600. Chiều sâu sẽ là 380 ạ. Chiều cao phần mặt trên nó sẽ là 167 anh chị em nhé. Đây mặt trên. Chậu này thì sẽ là dòng chậu bán âm anh chị em ạ. Nên là khi mà cái phần nổi ở bên trên nó đâu đó chỉ khoảng 10 phân anh chị em nhé. Chậu sẽ có được thiết kế thêm là cái lỗ xả tràn. Nhưng anh chị em nhìn trên màn hình đây thì hiện tại là chưa có đâu đúng không ạ? Thì mình sẽ nhìn vào sâu bên trong một chút. Đó, thì chỗ lỗ xả tràn của chậu thì đã được thiết kế ở phần mặt trước để che đi cái phần lỗ xả này, để nhìn thiết kế nó sẽ thanh thoát hơn, đẹp hơn ạ. Bên hãng thì rất là tâm lý và phủ cho cái chậu này một lớp men là Siphontech. Đó là dòng men chống bám bẩn và chống ố vàng độc quyền của hãng nhé. Sẽ giúp cho cái chậu luôn sáng bóng và bền đẹp so với thời gian anh chị em ạ. Khi mà mình sử dụng cái dòng chậu bán âm này thì sẽ kết hợp cùng với vòi dáng cao nhé, như bên em đang lắp đặt cùng ở đây. Đó, cái dòng chậu này nó sẽ là vòi dài này và tay que nhé. Ngoài ra thì nếu mà anh chị em mình có quan tâm thêm thích thêm cái dòng dáng vòi khác ạ. Vòi tay vuông hình chữ nhật cũng được, đều lắp được thoải mái ok nhé. Chậu này thì chưa bao gồm cái siphon nên khi anh chị em mình mua thì sẽ phải mua thêm cái siphon ở bên ngoài giúp em ạ. Khi mà anh chị em mình sử dụng cái dòng chậu bán âm này thì sẽ kết hợp cho em là cái chậu cái bàn đá lavabo treo tường anh chị em nhé. Khi mà mình sử dụng cái bàn đá thì sẽ kết hợp cùng bàn đá kích thước dài khoảng 80 đến 1 mét anh chị em nhé. Còn chiều cao từ trên từ mặt sàn lên đến phần trên bàn như thế này ạ thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 80 cho đến 85 phân, thì sẽ là kích thước phù hợp để anh chị em mình rửa này, nó sẽ thoáng tay và không gây ra cái tình trạng bị bắn và chảy nước xuống sàn. Bên hãng thì cũng rất là tâm lý khi thiết kế cho cái dòng chậu này là bốn góc được bo tròn này, mình nhìn vào rất là mềm mại và khi mà đi vào trong phòng tắm sử dụng cái dòng chậu này thì nhìn nó rất là thanh mảnh và hiện đại anh chị em nhé. Những cái phần bo tròn này thông thường thì nó sẽ giúp cho mình là vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn, khi mà mình chạm vào nó cũng sẽ thoải mái, nó không bị nếu mà chỗ này nó là vuông ấy thì mình thứ nhất mình vệ sinh sẽ khó, thứ hai là khi mình chạm vào nó cũng sẽ không được thoải mái anh chị em ạ. Bên hãng thì rất là tâm lý trong cái việc này nhá. Cái phần hố này thì nó cũng khá là rộng, mình rửa này rất là thoải mái. Anh chị em nếu mà có thắc mắc gì thì hãy comment để lại thông tin dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra thì ở trên màn hình đang hiện thị là số điện thoại, thông tin liên hệ của bên em. Anh chị em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại ở trên màn hình nha. Hãy follow bên em để nhận được thông tin thông báo khi mà video mới ra gần nhất anh chị em ạ. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.